Hôm nay tôi cho anh em xem demo tôi Unox nhé. Ok, tôi sẽ cho anh em xem demo này. Tôi úp chỉ có là test IP của năm 2019, úp có 2 tin, 1-2 ngày về. Đây là tôi không sở mất pháp nên là nó về. Nên úp, tôi có mẹo là úp dẹp nhanh. Đây là comment view Iden web ID, nó bảo cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Có vẻ như bạn vui lòng đăng nhập bằng tài khoản và làm theo hướng dẫn. Đây anh em xem demo nhé. Tôi khẳng định với anh em IP của tôi đảm bảo chất. Anh em nào có nhu cầu học về trích có thể liên hệ qua Zalo tôi 0392731091. Còn anh em nào mà không biết Unox thì tôi dạy có phí, nhưng là chỉ có tất cả là 100k. Dạy ARM, Tutrix, DME, Unox, Checkpad các loại. Anh em xem nhá. Có vẻ như tên Nguyễn Văn Thịnh đã bị vô hiệu hóa do giả mạo người nào đó. Đây, tôi úp chỉ có 2 tin. Anh em nhìn rõ. Đấy, anh em có thể xem demo của tôi bất kỳ như thế này, demo của ông anh. Thì chỉ có AB của tôi là rất bá thôi, anh em nào tin tưởng thì có thể comment đăng ký kênh Sha cho mình một nick. Ok, đến đây video kết thúc tại đây, mong anh em quan tâm và like Sha kênh YouTube giúp mình để đạt 1000 subscribe. Ok.